Salon ô tô Femica Hải Dương xin kính chào quý khách. Thì buổi chiều ngày hôm nay nhà em lại mới về thêm một mẫu xe nữa. Chiếc xe này là Mercedes E250 sản xuất 2010. Xe chạy 11 vạn và đang mang biển số 30F81120. Thì giá của chiếc xe này đang được chào bán tại Salon ô tô nhà em trên các kênh bán hàng YouTube, rồi trang page, rồi Zalo với mức giá là 685 triệu. Chiếc xe này rất hiện đại, một trong những mẫu xe hạng sang rất hiện đại, nhưng động cơ chỉ có 1.8 thôi, rất tiết kiệm nhiên liệu. 100 km thì chỉ tiêu hao khoảng tầm 9 lít xăng. Nói không tin thì cứ đến salon nhà em chạy thử cảm nhận. Xe cực kỳ dài rộng, ngoại thất xe là một nước sơn màu đen bóng, và bên trong nội thất thì rất nhiều option. Giá chỉ có 685 triệu, Mercedes E250. Động cơ thì lại khá là tiết kiệm, 1.8. Xe sở hữu một cái vóc dáng khá là dài rộng, rất trường xe. Và xe cam kết chuẩn nhá, không đâm đụng, không tai nạn, máy không ngập nước, không thủy kích, keo chỉ nguyên zin. Anh chị nào đang yêu thích mẫu xe Mercedes này, hoặc là các cái mẫu xe khác ở salon nhà em, thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Phương Trần. Số điện thoại 0978 607 555, 0941 337 888. Thì em vừa lướt quanh một vòng ngoại thất chiếc xe rồi, thì bây giờ đến phần nội thất bên trong, xem option ở bên trong có những cái gì. Ngoại thất rất đẹp, không xước sát gì. Đây là nội thất bên trong đây. Cả ghế lái và ghế phụ đều có nhớ 39 ghế. Cả bên lái và bên phụ. Và tựa đầu cũng chỉnh điện luôn. Ghế chỉnh điện, tựa đầu chỉnh điện. Đây bên phụ cũng có nhớ 3 vị trí đây. Rất hiện đại đúng không? Và ghế tựa đầu ghế cũng có chỉnh điện. Đây số tự động đây. Đầy đủ hết các công năng. Hệ thống giải trí âm thanh là đầu CD. Chiếc này đã có một cái màn hình tầm 7 inch rồi. Vô lăng tích hợp một số các cái nút bấm điều chỉnh. Nội thất ghế da màu đen, tablo tabli còn rất mới. Xe chạy khoảng tầm 11 vạn rồi, cũng không phải là nhiều. Xe sản xuất 2010 nhá, cực chất luôn. Với mức tiền tầm như những chiếc Kia Cerato hoặc là Elantra, còn rẻ hơn Elantra Cerato đời 2019 bản 1.6, thì có thể mình sở hữu ngay một chiếc xe hạng sang mà máy chỉ cao hơn 0.2 thôi. Chiếc này là 1.8. Elantra 2.0 cũng ăn xăng tương tự như dòng này, hoặc Kia Cerato 2.0 thì ăn xăng cũng tương tự như vậy thôi. Chiếc này 1.8 khá tiết kiệm nhá, 9 lít xăng trên 100 km. Đường Hà Nội thì không thể nói được điều gì, đường Hà Nội có thể tốn hơn. Rất hiện đại, cửa gió hàng ghế sau, điều hòa tự động độc lập. Đây. Và riêng hàng ghế sau là riêng một máy lạnh riêng, hiển thị độ nhiệt độ này, rồi tốc độ gió này. Khoang nội thất khá là rộng, hàng ghế sau ngồi rất thoải mái. Đây, keo chỉ nguyên zin nhá, keo chỉ nguyên zin này. Keo chỉ tất cả bốn cánh này, cockpit, nắp capo nguyên zin hết. Nội thất tablo tabli rất đều xe. Tiếng đóng cửa còn rất chắc tay. Tất cả các cái nút bấm thì cái sơn của cái nút bấm còn rất là đều xe, không có hiện tượng bị bong chóc gì cả. Đó, rất đều xe.
táp lô đựng đồ, toàn bộ các cái đinh tán bản lề còn nguyên zin hết, rất sang trọng. Nằm bên dưới nắp capo này là khối động cơ 1.8 thôi. À, thì em nhắc lại một lần nữa thông tin về chiếc xe này. Đây là chiếc Mercedes E250 đời 2010 và đang có giá chào bán tại salon ô tô Sang America Hải Dương nhà em là 685 triệu. Đấy thì quý anh chị nào đang thích mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em theo số hotline 0978 607 555 0941 337-888 để được sở hữu sớm nhất mẫu xe mà mình ưa thích. Xem xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương,